Một chủ đề cũng rất là phổ biến ở những người trẻ, thực tế là bệnh này rất là phổ biến, đó là hẹp hở van tim, các bệnh về van tim đấy ạ. Và bệnh này thì cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến suy tim. Vậy thì với cái bệnh về van tim này thì hiểu như thế nào là bệnh van tim và nó phân loại như thế nào ạ? Vâng, có những người bị bệnh van tim do thấp tim. Dạ. Thấp tim tức là một cái nhiễm liên cầu trùng tan huyết nhóm A. Nó ở họng, xong đó thì là nó gây ra một cái phản ứng của cơ thể, tức là cái kháng thể đó, nó kháng thể kết hợp với liên cầu trùng tan huyết nhóm A lại là kháng nguyên, thì kháng nguyên kết hợp với kháng thể nó gây ra một tổn thương ở cơ tim và van tim, thì gây ra hẹp hai lá hoặc hở hai lá hoặc hẹp vào. Thế nào hẹp hai lá? Hẹp hai lá tức là khi van hai lá mở ra không mở được, thì đóng lại thì vẫn được, hoặc là hở ít thôi. Còn hẹp hai lá gì? Mở ra là không mở hết, mà đóng vào không đóng hết, cho nên vừa phụt máu ngược trở lại tâm nhĩ trái trong thể cái tâm thu, là hơi lá, nên là vừa xuống tâm thất trái lại kém, là hẹp. Thế là vừa hẹp hơi lá thì tim nó to ra, thì hẹp hơi lá thì phải thay van tim. Thế còn hẹp hơi lá không thôi, mà nếu van không dày lắm thì tách van được, mà phương pháp bóng bóng. Thế thì tôi phát triển cái đó, và ở Việt Nam mình, toàn cõi Việt Nam, Bắc Trung Nam, hầu như không còn ai hẹp hai lá nữa. Nhưng hợp hỏi lá thì có một số, nhưng mà bệnh van tim thì ít hơn nhiều. Kết hợp với để cái dịch tễ học, tức là bây giờ cái nhiễm khuẩn không phải là cái số 1, mà lại là cái đời bệnh chuyển hóa. Do đó là rối loạn chuyển hóa. Đấy, rối chuyển hóa, thí dụ để thay đường thì là nhồi máu cơ tim vân vân. Thì chúng ta gọi là tránh vỏ dưa, hợp vỏ dưa thì cũng đúng thôi, nhưng mà không đúng hẳn hoàn toàn. Thì vỏ dưa tránh được rồi, nhưng còn vỏ dưa thì bị. Thì còn hơn là bị cả hai. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng thì là hẹp hai lá là gì? Cái chính tức là thấp tim. Loại thứ hai là van hai lá, van động mạch chủ có thể hở nhưng mà không đáng kể. Thì đây là hở là do tim to ra thôi. Thì cái đó không phải bệnh van tim. Thì cái đó là bệnh đó là do bệnh chuyển hóa, ví dụ như là tăng huyết áp. Thì mình tôi trở lại cái bệnh van tim mà hẹp hai lá hoặc hở động mạch chủ, hẹp hở động mạch chủ là do thấp tim, thì chúng ta giải quyết được bằng thứ nhất tức là cái phòng ngừa cho tiêm BTC hoặc uống BTC đều thì giải quyết được. Thứ hai là giải quyết bằng cái thủ thuật đó, bằng nong van, bằng bóng van da tốt rồi. Thứ ba giải quyết bằng phẫu thuật nếu hẹp hai lá được. Thì hẹp hai lá bệnh tim ở chúng ta nó vẫn còn là cái di chứng còn lại những người lớn tuổi, nhưng không phải là bệnh đang đe dọa. Đang đe dọa chúng ta là cái bệnh mạch vành và các bệnh chuyển hóa, chứ không phải bệnh hẹp hai lá. Cho nên một người làm công tác về y tế cần phải biết cái hướng bệnh nó phát triển đến đâu, chứ không phải cứ kỹ thuật thuần túy mà không biết quản lý không được. Thế nên một người làm công tác chuyên môn phải biết quản lý. Vậy thì hẹp van hay là hở van thì nó sẽ nguy hiểm hơn ạ? Và cái mức độ hẹp hở van bao nhiêu thì đáng lo ngại ạ? Nói chung là nguy hiểm cả, nhưng mà có một cái bà mà đã có kinh nghiệm rất nhiều, bà người Mỹ mà tôi được dự ở cái hội nghị tim mạch ở Hoa Kỳ ấy. Thì hẹp van hai lá, hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thì mọi người có thai thì dễ chết hơn là thở. Cho nên là bởi vì là nó ứ máu vào phổi mà. Đấy, thì và hơn nữa là hở van thì cái cơ tim nó khỏe hơn, chịu đựng được. Do đó thì đứng vào chết sớm thì có lẽ là hẹp van, hẹp động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch nhẹ, hẹp van hay lá chết sớm hơn. Nhưng mà đứng về nguy hiểm là hai cái đều nguy hiểm cả. Nhưng mà thế này, cái hẹp van hai lá ấy, thì đã thay cái là anh có thể anh nong được bóng bóng có ra, hở là phải mổ. Nên đứng về mặt gọi là lâu dài mà mất tiền thì lại là hở là sợ. Đứng với ít tiền hơn thì là hẹp là cũng là sợ. Nhưng mà nhìn chung thì hẹp hay hở đều nguy hiểm cả. Vậy thì mức độ bệnh như thế nào, cái chỉ số gọi là hẹp hay hở van bao nhiêu thì nó là đáng lo ngại với người bệnh? Người ta hay quy định thế này, đo áp lực động mạch phổi và đo cái mức độ hở. Hở hai lấy nếu nó đo từ cái chỗ lỗ van hai lá cho tới đỉnh nhị cho cái trần của từ chỗ mép van cho đến sàn trần của nhị trái thì chia làm 4 thì từ 2/4 trở lên thì là nặng, tức là phút một nửa trở lên làm siêu thấy ngay. Đấy là một cái. Còn nếu hẹp hai lá thì người ta đo cái áp lực bệnh phổi
nếu thì áp lực bình phổi từ 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 60 trở lên là sợ. Đấy. Và bệnh nhân chịu được hay không? Vì áp lực đường phổi tăng tức là có nghĩa là anh hẹp nhiều. Thì chúng ta cần phải xem cái đó. À, em muốn hỏi chi tiết bởi vì thực ra thì với bệnh hẹp hở van thì người ta thường chia thành 4 cấp độ đúng không ạ? Từ 1 đến 4. Hẹp van đúng rồi. Hở van. Và hở van đúng không ạ? Vâng. Thì với những cái cấp độ thì thường là như giáo sư vừa chia sẻ thì ở mức độ 2/4 là nặng đúng không ạ? 2/4 trở lên. 2/4 trở lên là nặng. Vâng. 2/4 là trung bình. Vâng. Thế giả sử những trường hợp mà người bệnh mà hẹp mà hở van mà 1/4 mà kèm theo các triệu chứng thì có cần phải điều trị không? Hoặc triệu chứng như thế nào? Thì nếu hở van 1/4 thì hở không đáng kể. Vâng. Thế còn hẹp hay là này? Tính theo thang điểm của Wilkins, 8 trở xuống thì là có thể 5 được. 9 trở lên thì là dây chẳng nó dày rồi. Thôi thì phải thận trọng trong cái năng. Đấy. Và áp lực đường bệnh phổi nữa. Áp lực đường phổi đánh giá là có nên làm hay không. Nếu áp lực đường bệnh phổi ở 40 không thành vấn đề, nhưng từ 60 trở lên thì phải nên đặt thành vấn đề. Đấy. Vậy thì độ hở đây 2/4, 3/4, 4/4 hoặc là Wilkins này 8/9/10 hay là 5/6/7 và áp lực đường bệnh phổi 60 trở lên. Vậy thì ba cái đó là ba cái quyết định chúng ta nên mổ hay không nên mổ. Vâng. Bệnh hẹp hay lá. Vâng. Hoặc hẹp hay lá. Vâng. Vậy thì khi mà người bệnh có những cái triệu chứng nào thì mình nên là dùng thuốc hay là mình can thiệp? Bệnh nhân tìm đến mình là khi nào họ khó chịu. Vâng. Khi gắng sức. Cho nên cái chuyện đó không phải đặt ra vấn đề mấy đâu. Vâng. Khi bệnh nhân khó thở, mình khám thấy hẹp hay lá. Vâng. Hoặc hở hay lá thì tùy theo mình nên can thiệp hay không nên can thiệp. Vâng. Nên điều trị nội khoa hay là chuyện ngoại khoa tùy theo mình thôi. Trên 10 bác sĩ phải biết đọc siêu âm, phải biết hỏi của bệnh nhân. Vâng. Và phải biết làm được điểm tâm đồ và làm được tất cả những cái đó thì có thể chỉ định được nên can thiệp hay không can thiệp. Vâng. Có trường hợp thì phải mổ thì mới được, ví dụ hở hay lá không thể nong được, bởi vì là nong thì là từ hẹp để biến thành hở không được, đúng không? Vâng. Cho nên là cái người bác sĩ đó phải biết khi nào nội khoa, khi nào nội khoa. Vâng. Vậy thì với những người bệnh mà khi mà có các triệu chứng như là khó thở, mệt mỏi và kể cả tức ngực nữa đúng không ạ? Thì mình nên đi khám sớm, và nếu như giả sử kể cả hẹp van hai lá hoặc là hở van hai lá mà ở mức độ 1/4 thôi thì mình lúc đấy vẫn phải nên dùng thuốc ngay đúng không ạ? Để giúp kiểm soát theo bệnh. Tôi khi phát hiện ra hẹp hai lá, hẹp hai lá thì phải can thiệp ngay. Vâng. Nhưng mà hẹp hai lá thì can thiệp sớm hơn. Vâng. Vì hở hai lá thì cần phải mổ. Vâng. Đấy, nếu mà hở nhiều. Vâng. Đấy. Và cái thứ rất quan trọng, nếu bệnh nhân hay còn trẻ thì cần phải cho thuốc chống thấp tim. Dạ. Vâng. Ngừa thấp tim cứ 1 tháng 1 lần hoặc là 1 tháng tiêm, ví dụ như là phenoxymethicillin hay là cái penicillin chậm, exatil, penicillin. Thì nếu mà dưới 27 cân thì 600.000 đơn vị 1 tháng. Vâng. Nếu mà trên 27 cân thì 1.200.000 đơn vị. Vâng. 1 tháng. Vâng. Nếu phải đi xa không tiêm được thì phải uống phenoxymethicillin. Vâng. Vậy thì cũng có những người mà thường là những người trẻ thì thường phát hiện ra bệnh van tim, và có những trường hợp là bị khi mới sinh ấy, thì liệu có cái bệnh van tim này có phải là bệnh di truyền không ạ? Hoặc là những người mà có thể sinh con như người bình thường khác không? Đúng ạ? Hơn là cái người mà cái điều kiện sống nó thiếu thốn quá mà bẩn nhà vệ sinh thì hay bị. Nhưng mà bệnh van tim di truyền thì không có đâu. Nhưng mà người trong một gia đình dễ mắc bệnh thì có. Vâng. Ví dụ một gia đình nhiều cái bệnh lao thì không phải bệnh lao di truyền, do điều kiện sống ẩm thấp bẩn thỉu, đúng không? Bệnh van tim thế là bệnh van tim ở những người thiếu ăn và ở bẩn. Vâng. Ở bẩn không phải là không biết tắm đâu, cái điều kiện sinh hoạt nó kém, sức đề kháng nó tồi, thì liên cầu trùng ta với beta tan huyết nhóm A dễ hoạt động. Là do nhiễm khuẩn đúng không ạ? Ở Hồng Kông người ta thấy rằng có nhiều người thì nhà chật nhưng mà vẫn không sao, bởi vì đời sống khá. Trên cái nâng cao đời sống dân là rất quan trọng. Thứ hai là cái nhà cửa sạch sẽ. Vậy thì những người phụ nữ mà mắc các bệnh lý tim mạch nói chung hoặc là bệnh về van tim thì liệu có thể sinh con được khỏe mạnh bình thường không, và có nên sinh con không? Tôi nhớ có một con bởi ông y tá của tôi. Ông ấy là y tá là da liễu, đứa con gái rất xinh. Thế bệnh van tim thì hỏi tôi bảo lập gia đình ngay,
và lập gia đình phải đẻ ngay. Thế cô ấy chả phải đợi tôi, thì cô ấy phải có con rồi. Thế thì cô ấy sống được, thế xong về sau đó thì mới nong van tim. Cho nên là quyết định cho người ta đẻ được hay không cũng là do mình. Mà tôi không thể hình dung được một ông bác sĩ mà có thể quyết định sớm được nếu mà không có một số kinh nghiệm trong cuộc sống. Gia đình người ta lập gia đình mà không có con thì gay khó lắm. Vâng, đúng rồi ạ. Thực ra thì có một phần là do nếu như trong trường hợp mắc các bệnh lý tim mạch mà nó ở mức độ nguy hiểm thì mình có thể là mình... Có những bệnh tim mạch không được có con mà con được bệnh tim mạch không. Ví dụ như là bệnh... Ví dụ như là một người đang bị ốc le, tức là một bệnh van tim nhưng mà lại có nhiễm khuẩn cái van tim đó, sùi van thì không được có con lúc bây giờ, để chưa khỏi đã. Chứ còn nếu mà bệnh van tim mà chưa khó thở thì nên có con. Không nên thay van tim mà khi chưa có con. Bởi vì có con rồi, khi có con rồi mà thay van tim thì được. Nếu có con rồi mà thì thay van tim rồi mà không thể con nữa được. Bởi vì mình phải dùng thuốc chống đông suốt đời. Cho nên là phải biết khi nào thì cho thuốc chống đông, khi nào thay van tim, khi nào thì có con. Vâng, khán giả muốn hỏi rằng là thời gian gần đây thì tôi cũng thấy trong người mệt hay khó thở, đi khám và xét nghiệm tổng quát thì bác sĩ kết luận rằng là bị hở van tim 3 lá 2/4, hở van động mạch chủ nặng 3/4, suy yếu chức năng tim và rối loạn nhịp tim. Tôi hiện nay 58 tuổi, bác sĩ bảo là phải nhập viện để điều trị gấp. Và xin hỏi là với tình trạng bệnh hở van tim của tôi như vậy thì có chữa được không và nên chữa như nào? Theo tôi nghĩ thì người này nên 58 tuổi bằng ạ. Vâng ạ. Người này nên thay van động mạch chủ. Vâng. Nhưng trước khi thay van động mạch chủ phải kiểm tra động mạch vành nữa. Vâng. Vì có khi là cả động mạch vành cũng tổn thương. Vâng. Thì nếu có động mạch vành tổn thương thì vừa làm cầu nối chủ vành vừa thay van động mạch chủ thì sống được. Nhưng mà dùng thay van động mạch chủ thì phải dùng thuốc chống đông suốt đời. Vâng. Nên thay van tim. Với cái tình trạng này còn bị rối loạn nhịp tim và hở van ba lá 2/4 thì liệu hở van ba lá thì sẽ có thể khỏi, tự nó khỏi. Vì van ba lá nó giãn, đó là do cái giãn cái van ba lá của người thất phải tăng là do cái chống lại cái áp lực của động mạch phổi to. Thế khi mà giải quyết được cái van động mạch chủ rồi thì áp lực động mạch phổi nó không cao nữa thì van ba lá tự khắc nó bé lại. Do đó tôi khuyên bà này nên mổ thay van tim. Và người lớn tuổi, 58 tuổi lớn tuổi rồi thì dùng chất dẻo cũng được, chứ không cần phải dùng van cơ học thì có thể sống lâu được. Vậy thì nếu như giáo sư nói thì van hở van ba lá thì nó không nghiêm trọng bằng hở van hai lá đúng không ạ? Chắc chắn rồi, nhưng mà nếu hở van ba lá nhiều thì phải đánh đai. Còn nếu mà hở 2/4 thì được. Vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Với trường hợp khác thì có muốn hỏi là tôi bị hẹp van động mạch chủ ở cấp độ nặng và bác sĩ yêu cầu tôi phải mổ thay van. Xin giáo sư cho biết rằng nếu mổ thay van thì có nguy hiểm không? Và liệu sau khi thay van thì tôi có thể sống được bao lâu? Người bệnh thay van thì nên kiêng kỵ những cái vấn đề gì về chế độ ăn uống để sức khỏe nhanh? Bao nhiêu tuổi ạ? Người này thì là 60 tuổi ạ. 60 tuổi thì thua không đẻ nữa, vâng, thế rồi. Thì nên thay van. Thế thì thay van tim thế này. Thay van tim thì về nguyên tắc là phải dùng thuốc chống đông. Nếu không thì sẽ đông máu lại. Mà về nguyên tắc dùng thuốc chống đông thì tất nhiên không có đẻ được rồi, nhưng mà 60 tuổi không đẻ được rồi. Nhưng mà cho thuốc chống đông thế này. Ăn như thế nào trước khi cho thuốc chống đông thì sau khi cho thuốc chống đông cũng ăn như vậy. Có một số cái không được ăn, ví dụ như là rau cải này, souffle mà cái loại broccoli, cái loại souffle xanh xanh mà nó nhỏ nhỏ ấy. Thì nó làm tăng cái vitamin K lên. Mà thuốc kháng vitamin K lại chống vitamin K. Đó là chúng ta không được ăn. Thì làm thế là không được ăn. Chế độ ăn như thế nào bây giờ mình ăn như vậy. Chứ nó đổi chế độ ăn. Trước tôi có một ông bệnh nhân cũng dùng thuốc chống đông. Ông sang Lào, ông ăn đủ thứ trên đời. Bây giờ sao là bị thay van tim mà. Nó tắc mày lại. Tôi phải đưa đi mổ ra thì là đổi chế độ ăn. Ông sống nhưng mà phiền lắm. Cho nên cho là tôi nhắc lại. Thay van tim nên làm, nhưng mà nên dùng chế độ ăn, tránh làm cho tăng vitamin K. Thì ăn như thế nào, bây giờ ăn cũng như vậy. Một bạn cũng muốn hỏi về vấn đề mà phẫu thuật thay van. Thì bạn này cũng bị hẹp hở van tim và đã phẫu thuật thay van tim sinh học tháng 9 năm 2015. Hiện tại thì tôi không phải sử dụng... Thực ra là cũng không biết là bạn này có đang sử dụng thuốc gì không, nhưng mà được bạn này có tìm hiểu rằng là cái thời gian tối đa của van tim sinh học là khoảng 10 đến 15 năm. Vậy nếu như sau cái thời gian đấy thì có phải phẫu thuật lần hai không? Và tức là mình lúc đấy thì mình nên thay van cơ học hay là sinh học?
Tại vì nếu mà bạn trên 60 tuổi thì nên dùng van sinh học. Và nếu mà bạn trẻ hơn thì dùng van cơ học, là vì thế này. Van sinh học thì cái thời gian đông máu nó dậy sớm. Van cơ học thì đông máu thì dậy là muộn nếu chúng ta dùng chống đông. Do đó thì nếu mà bạn bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tuổi? À, bạn này lại không để tên ạ. À, nhưng mà trước đây thì có thay van tim sinh học rồi. Và bạn cũng lo sợ rằng là cái thời gian tối đa của cái van sinh học thường khoảng 10 đến 15 năm thôi. Thì liệu rằng bạn lo lắng là mình có cần phải thay van lần hai không? Hay là mình thay van cơ học hay là sinh trên, học? Trên cơ thực tế này, nếu thấy van sinh học nó khó chịu, chịu kiểm tra siêu âm thấy rằng nó hoạt động không tốt nữa, thì thay vào van cơ học. Nếu mà chưa khó chịu thì thôi. Bởi vì mỗi lúc mổ đơn giản đâu. Thế theo tôi khuyên bạn này, cứ để nguyên như thế. Người ta nói là 10 15 năm thì có khi lâu hơn. Có người sống sớm hơn, có người lâu hơn. Cho nên đừng có vội. Và thông thường thì cái van cơ học với van sinh học thì nó khác nhau như thế nào, và mình cái việc điều trị với cái van sinh học tức là một cái van mà nó giống như là của cơ thể con người. Thế còn van cơ học tức là nó lấy từ lấy rất là nó bằng kim loại. Thì van cơ học thì nó vẫn bền hơn, nhưng phải dùng thuốc chống đông. Van sinh học thì có thể không dùng thuốc chống đông sau 6 tháng, nhưng mà lại có nguy cơ là nó dễ bị hỏng cứng lại. Thì những người già thì nó, cái sinh dễ huyết nó không nhiều, da dậy không nhiều, thành ra dùng van sinh học được. Hơn nữa cái thời sống người già, tất nhiên người 60 tuổi thì không thể sống lâu bằng cái người 30 tuổi, 40 tuổi, phải không ạ? Cho nên là về nguyên tắc thì như vậy. Nhưng mà thế này, nó tùy từng người. Nhưng mà về nguyên tắc tới chung là như thế. Trên 60 tuổi thì dùng van sinh học, dưới 60 tuổi thì dùng van cơ học. Và mỗi một loại van thì bác sĩ sẽ chỉ định thuốc trong một thời gian uống nhất định, và thường là thuốc van sinh học thì dùng độ thuốc chống von tiểu cầu độ 3 tháng sau 6 tháng. Nhưng van cơ học thì dùng suốt đời. Nhưng nếu mà loạn nhịp tim thì dùng thuốc chống đông như nhau. Do đó thì những người lớn tuổi nhưng mà van dung nhĩ thì cũng giống như là van những người mà trẻ tuổi hơn mà có dung nhĩ hay là không dung nhĩ, tức là người lớn tuổi mà có dung nhĩ thì dùng van cơ học vẫn tốt. Vâng, vậy thì trong cái việc mà bây giờ thay vào đó thì nếu mà người bệnh mà thấy sức khỏe vẫn tốt, chưa được cái triệu chứng gì thì thì mình cũng không nên lo lắng, mà mình cứ duy trì sử dụng đừng bị cầm tù bởi con số. Vâng, chúng ta không nên bị cầm tù bởi con số, chúng ta phải nên rất thực tế. Cái người thầy thuốc là người phải rất thực tế. Thế thì vậy thì cái việc mà ngoài sử dụng thuốc chống đông thì những cái người mà bị bệnh van tim này cũng vẫn có thể tham khảo những cái sản phẩm hỗ trợ thêm từ thảo dược, đúng không ạ? Để tốt hơn tại cho chức năng tim. Vâng. Tại sao không? Tôi nghĩ rằng nếu mà ngay cả những người bị mỡ máu cao mà dùng cái thuốc để chống mỡ máu là không có hại cho cơ thể mà. Mà thực phẩm chức năng không cần phải dùng thuốc Tây y mà chống mỡ máu. Vậy thì thuốc Tây chống mỡ máu nó có một nguy cơ này, tức là nó làm cho tăng cái men gan lên. Tăng men cơ lên, làm tiêu hủy cơ, nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà thực phẩm chức năng thì đỡ hơn. Đúng rồi ạ. Thì những cái sản phẩm nào mà có cái thành phần giúp làm giảm mỡ máu, đúng giảm rồi. Cholesterol máu thì nên duy trì, đúng không ạ? Vâng. Thế cả với những cái người mà bị hẹp hở van thì cái nguy cơ nó là dễ gặp phải cục máu đông, nên là cũng phải có những cái yếu tố để chống đông máu cũng rất là tốt, đúng không ạ? Nếu mà bệnh nhân dung nhĩ thì cũng đều. Thì về nguyên tắc phải dùng thuốc chống đông, dù là có dùng van sinh học hay là van cơ học. Dạ, cảm ơn giáo sư về câu trả lời tư vấn vừa rồi ạ.